Ôi Ngọc ơi. Ô, à. Yupi, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vuốt má bảo Ngọc nè, yêu bảo Ngọc nè. Ai Ngọc ơi, bây giờ mình sẽ học học thẻ nha. Học thẻ nào. Học thẻ bây giờ mình sẽ là chủ đề hình màu sắc nha. Đây. Nâu. Vàng. Xanh nước biển. Đen đỏ hết rồi. Bác học giỏi quá. Rồi mình sẽ học tới chủ đề rau củ nha. Cải thảo, cà rốt, củ đậu, bắp ngô, bắp cải. Yeah, bác học giỏi quá. Rồi chủ đề về hoa nha. Học hoa nè. Hoa cẩm tú cầu, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa cẩm chướng, hoa bướm. Rồi bạn Ngọc giỏi chưa, tuyệt vời quá. Tiếp tục về lại quả nha, các loại quả nha. Quả dừa, quả dứa, quả đu đủ, quả dưa hấu, quả hồng xiêm. Hết rồi. Rồi về mình học từ nè. Từ từ về thành viên gia đình nha. Ba, con, bà, ông, mẹ, chị, em. Yeah, hết rồi, giỏi quá. Rồi về mình học từ về chủ đề các loại quả. Chuối, táo, dưa, đu đủ, đủ, dứa. Hay quá, bạn Ngọc thiệt là giỏi nha. Rồi về mình học từ về màu sắc nè. Đen, đỏ, cam, nâu, vàng. Xong. Quá trời giỏi luôn, bạn Ngọc giỏi quá. Rồi mình học về toán nha. Không, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tuyệt vời chưa. Rồi mình sẽ quay lại, mẹ quay lại cho bác Ngọc nha. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba. Dữ. Hai. Một. Không. Không. Bay hết rồi. Bingo. Hết rồi. Bảo Ngọc vui quá. Giờ quá yêu Bảo Ngọc quá.